tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè, còn tháng tư là lời nói dối của Camui các bạn. Ngày ba Camui hứa quay video bắt cô kể chuyện cho mình, nhưng mà Camui không quay là sáng nay mình phải làm một cái video khác bắt cô kể chuyện các bạn à, thấy chưa? Thấy không? Giận không? Chắc ủa cái là lỗi tại ai vậy đó? Lỗi là tại chị đó. Thôi sao? Này, do hôm qua nha, em rủ chị, ok chị nhận, nhưng sau đó thì em làm gì? Em đi ngủ, làm chị chờ đợi cho em trong một giờ, chưa thấy đâu, 2 giờ vẫn chưa thấy, 3 giờ, ủa đâu giờ, 4 giờ vẫn không thấy gì. Người ta nói là gì? Người ta nói là làm chị khó đấy, đâu phải chuyện đùa, lỡ em có ngủ phải gọi em dậy quay đúng không các bạn? Ủa thế em nghĩ là gọi em dậy được luôn hả? Em biết người khác gọi dậy phải đạp em, phải đập em, phải gọi làm mọi cách để làm sao em sống dậy mình không được không? Thôi em không biết, tất cả tại Mr. Dịch không chịu kêu mình dậy qua dưới các mùi các bạn. Tất cả tại Mr. Dịch. Ok, rồi, thì ok, hello, xin chào các bạn, chào các bạn, xin 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 chào các bạn, muốn trả lời cho Sally bất cứ kể chuyện, hoặc nếu bên nào có bất kỳ cái tâm sự nào mà khó nói với gia đình thì các bạn có thể để lại trả lời mình dưới phần bình luận của video này nha. Thì cứ mỗi tối đó thì sẽ dành thời gian ra đọc từ 1,000 đến 2,000 bình luận đầu tiên ở trên video của Ro, và Ro thì hãy tim và like cho những cái bình luận đó nữa. Đồng thời nếu như mà bình luận nào mà có những cái câu hỏi hay, những cái trải lòng sâu sắc và lắng động rồi còn đưa lên bất cứ cái chuyện giống như video này để chia sẻ cùng với tất cả các bạn cùng nghe nữa nha. Và điều thứ hai là nếu các bạn thấy video này hay, video này bổ ích và chia sẻ cho các bạn được nhiều kinh nghiệm sống thì các bạn đừng quên để lại một like và chia sẻ cái video này lên trên Facebook để cho nhiều người hơn cùng với Silo nha. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với bắt cuộc kể chuyện tập thứ 117 hay 118 nhé, đừng quên rồi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với khách mời quen thuộc, đó là chị Cam Mưa Nước. Ngày hôm qua không quay video cho tôi. Anh ơi. Ủa, đất bảo là tại em chứ tại chị đâu, chị thôi em quay mà. Không, tất cả tại Mr. Dịch không chị kia em vậy. Ok, ok, người làm map là EV tiếng Trung Quốc say bi xeo, Off David. Ok, quá trời tên luôn nè, VN là vua trời quá trời luôn. Cái gì đây? 1337-9580 3420-3749 2371-063 147-14-261. Nhiều ID và ID nào là của bạn ra? Thôi các bạn cứ bấm hết với ID này, ID nào mà ra map này thì đúng nha các bạn ơi. Map có lỗi gì thì để lại bình luận cho mình biết nhé. Chúc các bạn chơi map vui vẻ. Ok, đi thôi chị, let's go. Đây, ở đây là có xe đúng không? Để đây mình bỏ mấy con Alice này vô cái. Ok, rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong video ngày hôm nay là của bạn ASK Gaming. Anh ơi, tại sao người lớn được yêu mà học sinh không được yêu ạ? Trời ơi, ai nói các bạn người lớn được yêu? Camui đến Camui giờ 24 tuổi còn chưa có người yêu nữa bạn. Cái người lớn hả bay? Không phải lôi chị bạn nha, alo. Đi kiếm người yêu đi chị, alo, 24 tuổi đầu rồi chị. Alo, các bạn nào muốn Camui kiếm người yêu thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới cho các bạn ơi. Chứ mà Camui bảo ế 24 năm rồi đó ba. 24 năm không có người yêu, tống mặn nhện mất tiêu rồi. Đó. Chị người ta à, thật ra thì không phải là con, không phải là người lớn có quyền yêu mà con nít không được quyền yêu. Thật ra thì học sinh hay là bất kỳ ai ở trên thế giới cũng đều có được quyền yêu và được quyền bình đẳng như nhau, bởi vì yêu là một cái quyền cơ bản của con người rồi. Nhưng mà đối với cái tuổi học sinh của các bạn á thì cái tình cảm trai gái ấy nó còn quá xa vời và nó còn một cái khái niệm gì đó mà các bạn vẫn chưa định nghĩa được, nên các bạn vẫn chưa hiểu cái chữ yêu là gì. Thật sự là lúc các bạn còn nhỏ các bạn vẫn không hiểu yêu là gì đâu, các bạn chỉ có một cái tình yêu bất diệt, ví dụ là yêu động vật nè, yêu bố mẹ, yêu gia đình này, thì đấy đấy là tình yêu, đấy đấy là những cái quyền cơ bản yêu bình thường của con người đấy. Còn nếu mà tình yêu trai gái các thứ ấy, thì thật sự ra thì mấy bạn nhỏ thì các bạn vẫn chưa hiểu được cái thứ tình cảm đấy là gì. Và chúng ta cần phải làm những gì, ví dụ như mình lớn rồi nè, mình có thể hiểu được là khi mà mình yêu một ai thì mình phải chăm sóc cho cuộc đời của họ, và sau này mình còn phải yêu luôn bố mẹ họ, yêu luôn gia đình của họ và yêu rất nhiều thứ lắm. Khi mà các bạn yêu một ai đó, các bạn phải học rất là nhiều thứ, học yêu rất là nhiều người khác nữa, chứ không phải là các bạn yêu họ chỉ là vì gọi là họ xinh đẹp, họ xinh xắn và các bạn thích cái tính cách của họ, và các bạn yêu họ là chỉ bởi vì gọi là chỉ bản thân họ thôi, và sau này các bạn phải học nhiều thứ nữa. Và tại sao nãy giờ gớt vậy nè? Tại Camui, tất cả tại Camui. Tại sao chị đứng nhanh mà chị không biết chìa tay ra chị cứu em chị? Chị phải chìa tay ra, chị nắm tay em, chị kéo lên chứ. Để lên em, nhảy lên em, cố lên em. Đúng rồi. Cố lên, không cho mày nhảy luôn. Nào, lấy lên, lấy em. Đấy, chị làm đưa tay ra nắm em. Đó đấy, đâu phải chìa đường. Tay nè, tay nè. Chạy ra đi chị, chạy ra đi chị. Giờ em không cần chị cứu nữa. Giờ em không cần chị cứu nữa, ok rồi. Cứu rồi hàng hóa. Ok rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo trong video ngày hôm nay. Trả lời câu hỏi tập trung quá nên là lâu lâu nó nhảy hơi té nhiều, mọi thông cảm nha. Là của bạn Kai Tô Kai, nhầm, của bạn Hades TV. Anh ơi, nếu muốn solo bắt cô thì anh muốn solo với ai? Mong anh trả lời cho bắt cô cái chuyện tiếp theo lớp Siro. Mình hả? Mình mà solo bắt cô thì mình nghĩ mình sẽ solo bắt cô với chị Camui các bạn. Rồi xác định kết quả rồi ha.
À, mình mà có solo bắt cua thì mình sẽ ra cái kèo 10 triệu với Camui, sau đó mình sẽ nhảy solo với Camui. À, mình chắc chắn là Camui sẽ mà nhận mà. Camui đồng ý không? Không, anh chắc chắn Camui sẽ nhận mà, tại vì chị Camui là một người gọi là một người chị đáng mến, một người chị gọi là cute for my way và rất là dễ có người yêu các bạn. Đó, nên mình biết chắc chắn là Camui sẽ đồng ý với bắt cua. Sao giờ mình có ai ra? Có cà khịa đâu, là chị có người yêu đi là hết cà khịa liền, hết đi cà khịa liền. Đấy. Bằng niềm tin hay bằng hy vọng? Ok, nói chung là nếu mà muốn solo bắt cua thì mình nghĩ là mình sẽ muốn solo bắt cua với chị Camui đồ các bạn. Camui bị ép tay à. À. Ok, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là của bạn Thảo Ngọc Vlog. Anh ơi, cho em hỏi số tuổi thật của các thành viên trong Hero Team là bao nhiêu ạ? Mong trả lời cho bất cứ cái gì lần sau. Số tuổi thật trong các thành viên Hero Team hả? Mình thì là mình sinh năm 97, là mình năm nay là nếu mà tính theo năm ấy thì mình 23. Còn nếu mà tính theo sinh nhật của mình ấy, thì hôm nay mình chỉ 22 thôi, tại vì tháng 9 này mới là sinh nhật của mình. Còn chị Camui hình như sinh năm 95 thì phải, hơn mình 2 tuổi đúng không Camui? Đúng rồi. Ok, là Camui năm nay là nếu mà tính theo tuổi thật là Camui là 25 tuổi thì phải, tội đồ già. Già. Okay. Già, chị Camui. Tại là hôm nay có 2 tuổi thôi đấy. À, chị nói em có 2 tuổi mà chị giúp người yêu, trời già. Già. Okay. Già, Camui già. Cà khịa bớt cái mày. Còn anh, anh Dịch thì bằng tuổi Camui, anh Dịch cũng sinh năm 95. Sam, Sim với lại Phong thì là bằng tuổi nhau, là năm 2001, tức là năm nay hình như được 19 tuổi hay là 20 tuổi, 19, 20 tuổi gì đấy. Còn Kaigon hình như là người nhỏ nhất team, sinh năm 2003. Thế là năm nay nếu như mà đúng chính xác mà Kaigon còn đi học là năm nay Kaigon chỉ mới có lớp 11, 12 gì thôi. Đấy. Ui dồi ôi, bà đi đường khó, bà đi đường dễ bà cũng té nữa. Trời ơi, làm chị khó đó. Phải đâu, chị đùa ơi, bắt một tuần. Ui, trời ơi. Dạ chơi em đi đường khó mà em không té nè chị. Trời ơi, á. Mày gáy đi. Cái chỗ đó nó để 5 lốc các bạn, để 5 lốc sao nhảy. Ờ, chị tưởng em nhảy được 5 lốc. Không, 5 lốc đâu nhảy được, 5 lốc phải ăn gà ba. Ủa Camui ơi, hình như còn một người nữa là Timmy thì phải. Timmy hình như nhỏ mình 1 tuổi, Timmy sinh năm 98. Đúng rồi, đấy. Đúng rồi, Timmy 98. Ừ, đấy, đó là tất cả các số tuổi thật của các thành viên trong Hero Team. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là của bạn Yamaro Yuki. Asigo ơi, cho em hỏi những clip hàng ngày của anh là giọng thật hay là chỉnh giọng vậy? Mong anh trả lời. À, love Siro, chị ơi, hiện tại em đang để giọng thật hay giọng giả vậy chị? Em dùng giọng thật mà, em chỉ có bao giờ biết dùng giọng giả là gì đâu. Thật ra Camui bây giờ, Camui bây nay dùng giọng giả các bạn. Đó, khi mà em dùng giọng thật nha, alo. Camui đang dùng giọng giả các bạn. Alo, đừng tin. Em dễ sợ quá. Đừng tin, Camui lừa đấy. Giọng Camui dễ thương nhưng mà Camui lừa đấy. Trời ơi. Thật ra thì hàng ngày là mình dùng giọng giả, giọng thật của mình thì nó trầm hơn một chút và nó hơi si đa một chút. Xạo. Ô, giọng một chút rồi, một chút giọng thật thật à, giọng men dễ sợ kịt. Ô chị, các bạn không nghe được giọng thật của Rô, các bạn thỉnh thoảng cứ vào xem stream của Rô mà xem, thỉnh thoảng Rô sẽ bật giọng thật, bật giọng thật mà cái giọng đấy thì thôi men lắm các bạn ơi. Ui. Nó không trẻ con như này đâu. Ui thôi chị, để em giữ hình tượng trẻ con cho các bạn ơi. Trời, cho mưa để gì làm lộ hết biết mặt các bạn. Thật ra nhiều bạn fan nghe được giọng thật của mình nhiều lắm rồi. Giọng thật của mình chậm hơn con xíu chứ nhiều. Ok, rồi, ok. Con thiếu, cả mùi làm lớn lớn. Ok, và chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo là Nguyễn An. Anh có yêu chị cả mùi không? Mong anh trả lời. Cái điểm tất nhiên là điểm thôi em có thấy là anh từ nay chọc bảo là trời ơi chị cầm mùi ế một thương rồi tới già chưa có người yêu rồi già cút xuống đế rồi chứ người yêu không, các bạn có hay nghe mình chọc vô đó cầm mùi ế mà cầm mùi đâu có người yêu đâu thì tất nhiên là khi mà cầm mùi không có người yêu thì tất nhiên là mình cũng không phải là người yêu của cầm mùi rồi các bạn, tại vì mình thì mình cũng là có bạn gái rồi đấy, tất nhiên là không phải cầm mùi rồi, tại vì cầm mùi là người ế ế lâu năm ế bình dưỡng các bạn. Cầm mùi cà khịa tao lắm nào trời cấu rồi nha. Mày tao á. Ơ chị có người yêu đi, chị có người yêu đi là hết mì cà khịa liền chứ gì. Alo. Cái này là mình đang muốn tốt cho Camui thôi bạn, tại Camui ế lâu quá rồi không ai hốt Camui hết. Tốt chỗ nào? Cà khịa nhau tốt chỗ nào? Anh em khơi bạn bè không nói tốt cho nhau, không giúp đỡ nhau thì thôi còn được cà khịa. Bác sĩ đã dặn rồi chị. À, mỗi ngày cà khịa chừng chục lần là mình sẽ tốt cho sức khỏe và chúng ta sẽ sống thọ hơn đó chị. Nói chung là mình không phải người yêu Camui các bạn ơi. Mình là mọi lần mấy ông thì hỏi là anh có thích Camui không. Bây giờ thì mấy ông lại hỏi là anh có yêu chị Camui không. Nó kiểu sao ra
Camui ấy là một người chị của mình, là mình chỉ thích mã theo cái phương diện gọi là một người chị, một người đàn chị ở trong team và một người anh em của team mình thôi, chứ mình không có thích mã theo cái kiểu gọi là yêu đương nhăn nhít rồi trai gái đó đó bạn, tại vì gu của mình không phải là người lùn nha. Alo. À cho mẹ lại, cho mẹ nói lại. À tao bảo mất hồn bây giờ. Sao đấy bạn, mình cũng là người lùn. Alo chị, mình cao hơn chị. Alo. Mày có chắc không? Chắc, mình cao hơn chị, mình 1m6 mấy lận. Ủa cao vậy? À, trời, cao ơi, cao ơi lại lầm tưởng thôi. Úi trời ơi. Ủa chị tưởng mình cũng lên hả chị? Không, mình 1m66 lận. Alo. Cao quá. Không phải 66. Chị lỗi mình nha, chị lỗi em nha, chị lỗi em. Mình hơn 1m60 tí thôi. Ok, trời ơi. Cao vui là khỉ nhầm người rồi. Úi trời ơi. Ôi từ từ, hình như cái đoạn này bạn này bắn xây bị fail nữa bạn ơi. Đây này, cái đoạn này bắn xây bị fail này. Này cái đoạn này mà xây cách ra như này thì rất là khó để nhảy luôn á. Đó là phải thêm một lóc nữa mới được. Nhảy sang bên kia kìa, nhảy sang bên trái kìa. Không chị như này, mình đã đi đường khó mình phải đi khó cho chót gì hiểu không? Đấy. Chị. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Ngọc Thạch Nguyễn. Trước khi làm YouTube thì anh có anh ti YouTuber nào không anh? Nếu có thì đó là ai vậy ạ? Thật ra tôi nhớ là cái thời mà trước khi tôi làm YouTube tôi cũng có trẻ trâu. Nhưng mà tôi đâu có trẻ trâu đến cái mức mà đi anti một YouTuber nào đó vì một cái lý do rồi nó hãm lên xịt hay là không vì một lý do đó ta. Chị có mua hồi đó có không chị? Chị là chị không em, chị chả thích ai, chị cũng chả ghét ai. À em tưởng chị anti mất tiêu dịch. Ê, liên quan gì em? Tại lúc chị... Việt làm YouTuber lúc đấy chị chơi thân với Việt rồi. Tại vì em tưởng đâu chị Dịch Kim Cương của Dịch là chị anti Dịch. Không, lúc đấy là lâu lắm rồi, lúc đấy Việt chưa làm YouTube đâu. À, các bạn nào biết cái sự kiện mà Cao Mui giật Kim Cương của Mr. Dịch hả các bạn? Đấy là một pha gọi là tổ lái đỉnh cao của mẹ trong ngành gọi là Accenter. Gọi là tôi chậm chó không phải thua Cao Mui mà, các bạn hãy để lại comment phía bên dưới nha. Thì trong top 10 sự thật Mr. Dịch có kể các bạn, sự thật về Cao Mui ấy. Đấy, ây da, ui rồi. Hí, ok. Ây da. Vậy liên quan gì? Ấy, ai biết gì đâu, ớ. Ừ, ai biết gì đâu. Ớ. À, slogan của team luôn. Cứ mỗi lần có gì xảy ra là ớ, ai biết gì đâu, ớ. Mẹ. À, thật ra là trước đó là mình không có anti bất kỳ YouTuber nữa các bạn. Thật ra là mình chỉ thích YouTuber thôi. Những YouTuber mình thích ví dụ như là Chris Devil Gamer nè. Rồi Nam Blue nè. Rồi Jerry Gaming nè. Nói chung là mình thích nhiều YouTuber lắm. Với ra hồi trước còn nhiều YouTuber là thời kỳ đầu của Minecraft với Miniqua nữa cơ. Nhưng mà mình quên mất cái tên của mấy người đó rồi. Kiểu lâu quá không coi á. Rồi bây giờ kiểu làm YouTube nhiều quá là mình cũng đâm ra mình cũng không thích YouTuber nào ngoài bản thân mình hết các bạn ơi. Mà các thành viên trong team mình hết. Đấy, ok. Hợp lý. Rồi ok. Thì anh Ti mình nói thật là anh Ti nó cũng chẳng mang lại được lợi lộc cho mình cái gì. Tại vì các bạn là ví dụ như họ làm cái gì chăng nữa thì nó cũng không ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của mình. Với cả là người ta làm thì mình cũng hiểu mục đích người ta làm video đó là về cái gì. Anh Ti mình thấy một cái hành động khá là vô nghĩa. Ví dụ như mà họ làm cái gì đó mà ảnh hưởng đến cuộc sống các bạn, hay là đến với gia đình con cái các bạn, là em các bạn, hay là gì, người thân trong gia đình các bạn, thì các bạn hãy lên tiếng các bạn nói. Còn đằng này các bạn cứ nói chung chung xong rồi các bạn bảo là ừ tao ghét YouTuber đó, và các bạn lấy một cái lý do là tao ghét nó vì thế này vì thế nọ, thì mình thật sự mình thấy nó vô nghĩa vãi nồi luôn á. Và nó chẳng làm được cái gì hết, nó thật như vậy. Ok từ từ. Ok thì đó là trả lời cho câu hỏi mà mình có anti YouTuber nào không, thì câu trả lời là không nha các bạn ơi. Thời trước khi làm YouTube là mình không anti YouTuber nào rồi, và bây giờ càng không. Bây giờ thì mặc dù có ghét thì mình cũng không gọi là anti, tại vì bây giờ ghét chắc là trong nội bộ anh em cá nhân thôi, chứ còn anti về cái cách làm video cái thứ thì không có nhá. Ui dồi. Ok. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đó là của bạn Bảo Lương. Anh đã bao giờ bị ai đó xúc phạm chưa? Anh mong anh trả lời trong bất cứ cái chuyện nào tiếp theo. Chị Cao Mui. Hả? Đã bao giờ chị bị ai đó xúc phạm chưa? Chị không biết em. Ờ không, em thấy là chị có rồi á. Có hả? Ờ, ai vậy? Cao Mui lùng. Chị xúc phạm đó chị. Xúc phạm hả? Thật ra thì đối với bản thân mình á, khi mà mình vào cái nghề YouTube này, thật sự ra thì mình bị xúc phạm rất là nhiều. Thậm chí là anh Ti nè, thậm chí chứ có đôi lần có những bạn fan vào trong video của mình xúc phạm mình luôn. Và thật ra là không phải xúc phạm mình mà xúc phạm người yêu của mình. Và nếu như các bạn xúc phạm người yêu của mình á, thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc gọi là xúc phạm mình vậy á. Và mình cũng không coi những bạn đấy là fan của mình. Tại vì đôi lúc các bạn chửi yêu mình theo những cái từ rất
là vô lý. Thật ra thì mình biết các bạn muốn ship mình với Camui, thì đúng là mình cũng không có ý kiến gì về cái việc các bạn ship mình với Camui, nhưng làm ơn đừng xúc phạm người yêu mình giùm cái. Tại vì ví dụ như các bạn đi, các bạn còn nhỏ, các bạn thử thấy là ôi trời, em có người yêu nè, mà mỗi lần mình nói chuyện đến giờ em chia tay người yêu em đi, hay là em bỏ người yêu em đi, hay là mình nói người yêu bạn thế này thế nọ, các bạn có buồn không? Và các bạn giận gì khi các bạn còn phản bác lại tôi, đúng không? Huống hồ gì tôi cũng có người yêu, xong các bạn cứ kêu là ừ anh ơi bỏ người yêu đi, à chị đó không đáng làm người yêu anh. Tôi yêu ai là quyền của tôi, người yêu của tôi là người đáng để tôi yêu còn hơn mấy bạn nếu có người yêu, nếu được tôi yêu nha. Ơi còn hơn cả mùi không có người yêu. Kệ mẹ cái kia tao. Ok, thì đó là những câu trả lời của mình cho những câu hỏi trong video ngày hôm nay. Và các bạn thấy câu hỏi nào là cái câu hỏi hay nhất ở trong video này thì các bạn đừng quên bình luận phía bên dưới nha. Và tôi là Siro và kia là Camui ế, thì chúng tôi là bộ đôi siêu quậy. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ kết thúc video tại đây và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Và hẹn gặp lại bạn vào những video sau. Bye bye.